Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo người, và xảy ra là khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ, vì ta không đến để kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, với cái nhìn của đức tin thì lịch sử cứu độ là một câu chuyện dài giữa Thiên Chúa và con người, mà trong đó tiếng gọi và sự đáp trả chính là một trong những chủ đề lớn hình thành nên câu chuyện thật đẹp này. Khi cần một khuôn mặt sáng ngời cho đức tin để hình thành một dân tộc mới, Thiên Chúa đã ngỏ lời và một Abraham đã bước theo. Khi cần một người biểu lộ quyền năng vô song của Thiên Chúa cho người Ai Cập, Thiên Chúa đã ngỏ lời và một Môi-se đã quay trở lại. Lúc cần một người làm chứng cho tin mừng Chúa phục sinh một cách quyết liệt, Thiên Chúa đã ngỏ lời và một Phao-lô đã đứng lên, vân vân. Và xét cho cùng, ơn cứu độ của mỗi người chúng ta mà Chúa Giêsu mang đến qua cuộc khổ nạn và phục sinh của mình, nó cũng được đặt nền tảng trên tiếng gọi và sự đáp trả bằng và trong đời sống đức tin hằng ngày của mình. Phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ sáng hôm nay, thứ sáu tuần lễ thứ 13 mùa thường niên, một lần nữa giáo hội cho chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng của nền tảng ấy. Trước nhất là đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe, chính là câu chuyện Chúa Giêsu gọi Lê-vi để làm môn đệ của mình. Năm 60 năm về sau này, khi ngồi viết lại câu chuyện ấy, Lê-vi cũng nhớ rất là rõ từng chi tiết một. Hôm ấy đang ngồi ở bàn làm việc của mình hằng ngày, một câu chuyện mà, một công việc mà ông vẫn làm mỗi ngày mỗi ngày. Không biết là có phải ông ngồi ở đó để chờ đợi một cái điều gì đó tốt lành hơn hay chăng. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu đã xuất hiện. Xa lạ nhưng mà như đã từng quen biết. Thật ngắn gọn nhưng mà như đã từng dài lâu.
ngỏ lời thôi, nhưng như đã gọi là định mệnh. Chúa Giêsu lên tiếng: hãy theo tôi. Và thế là không chần chừ, không suy nghĩ, không đắn đo, không tính toán gì cả, Lê-vi đã đứng dậy để đi theo Chúa Giêsu. Dù cho sau này Lê-vi có khiêm nhường kể lại thật ngắn gọn câu chuyện của mình, nhưng mà con tin chắc rằng hôm ấy tất cả những người đang có mặt ở đó phải ngỡ ngàng, phải thán phục. Việc ông đứng lên và thinh lặng bước theo Chúa Giêsu biểu lộ một đức tin kiên vững, biểu lộ một niềm tín thác vững vàng nơi Thầy của mình. Bắt đầu từ những bước đi ấy, Lê-vi đã trở thành một Mát-thêu cho Chúa Giêsu, cho giáo hội của Người ở mọi nơi và mọi thời. Sang đến bài đọc thứ nhất, câu chuyện của bài đọc thứ nhất cũng mang một sắc thái gần giống như vậy. Abraham lúc này đang ở vào cái giai đoạn thật cao niên, nếu không muốn nói rằng ông đang ở vào giai đoạn cuối đời của mình. Nhưng mà nếu chúng ta đọc lại toàn bộ câu chuyện của vị tổ phụ vĩ đại này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng từ khi ông được Chúa kêu gọi ở thành Ưa thì cuộc đời của ông luôn luôn được thêu dệt bởi những câu chuyện ngắn của lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Ngay cả trong những hoàn cảnh éo le, khó xử, nếu không muốn nói là quá nghiệt ngã trong đức tin, sự đáp lời, sự vâng theo tuyệt đối của ông đã đưa một Abraham hiền lành trở nên một người cha vĩ đại của niềm tin, của một dân tộc mới, một dân tộc mang niềm tin vào Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, đời sống đức tin hằng ngày của chúng ta, đời sống làm con cái Chúa của chúng ta hôm nay đây, nếu nói theo tinh thần của hai bài thánh kinh này, thì đó cũng chính là đời sống của một người lắng nghe và đáp lại tiếng của Chúa gọi. Qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng đã lên đường như Abraham. Trong ân sủng của bí tích thêm sức, chúng ta cũng đã đứng dậy như là Thánh Matthew. Và mỗi ngày, mỗi ngày, với thánh lễ chúng ta tham dự là một cơ hội để chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Và lời ấy cũng chính là, lúc ấy cũng chính là Thiên Chúa đã ngỏ lời với chúng ta. Con không biết là mỗi người đã can đảm đón nhận lời ấy như thế nào. Con cũng không biết rằng chúng ta đã mạnh dạn sống theo những lời mời gọi ấy ở một mức độ nào. Nhưng con tin chắc chắn rằng nếu như chúng ta sẵn sàng, can đảm đáp lại tiếng gọi ấy, thực thi lời mời gọi ấy qua những ứng xử hằng ngày trong cuộc sống của mình, thì cuộc sống của chúng ta sẽ an vui, sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì một lý do thật chắc chắn, đó chính là Thiên Chúa luôn luôn hướng dẫn chúng ta trong và hướng đến sự tốt lành. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau
nhờ tinh thần của hai bài đọc Thánh Kinh ngày hôm nay, chúng ta can đảm hơn, chúng ta vui mừng hơn bước theo Chúa trong đời sống đức tin hàng ngày của mình. Và nhất là chúng ta can đảm hơn trong việc lắng nghe và thực hành lời của Chúa dạy. Chắc chắn rằng có rất nhiều lúc lời của Chúa và ý muốn của chúng ta hoàn toàn trái ngược với nhau. Chúng ta hãy luôn nhớ về cách ứng xử của vị tổ phụ Abraham của chúng ta, luôn luôn đặt ý muốn của Chúa lên trên hết. Và chúng ta cũng đừng quên lời của Chúa hứa qua tập sách Khôn Ngoan rằng: điều ta răn dạy con ơi, giữ cho thật đúng, tuân cứ lệnh ta, con sẽ sống một đời.